Hé lộ sự thật xung đột eo biển Đài Loan chỉ bùng nổ khi bà Pelosi trở về Mỹ. Thưa quý vị, mặc dù Mỹ Trung tạm tránh được một cuộc đối đầu quân sự trực diện, nhưng dư chấn từ chuyến thăm Đài Loan đang dâng cao kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về nước. Ngoài lo ngại các cuộc tập trận sẽ ảnh hưởng đến giao thông đường biển và đường không, một số học giả Đài Loan còn chỉ ra rằng đường giữa của eo biển Đài Loan, tức đường trung tuyến, có thể không còn nữa và sự tương tác quân sự giữa hai bên eo biển sẽ leo thang thành sự bình thường mới. Bà Nancy Pelosi là nhân vật chính trị cấp cao của Mỹ đến thăm Đài Loan trong 25 năm qua. Chuyến thăm của bà đã khiến quan hệ hai bên eo biển Đài Loan vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc, Chiến khu miền Đông của Trung Quốc thông báo sẽ bắt đầu một loạt các hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan từ đêm ngày 2 tháng 8 và tổ chức bắn đạn thật. Thông báo do Tân Hòa xã đưa ra cũng cảnh báo các tàu thuyền và máy bay không được đi vào vùng biển và vùng trời nơi đang diễn tập quân sự trong thời gian này vì lý do an toàn. Ông Trương Học Phong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng các cuộc tập trận này có ba lần đầu tiên và là biện pháp gian đe chưa từng có đối với thế lực tìm kiếm độc lập ở đài loan trường học phong cho biết đây là lần đầu tiên quân giải phóng nhân dân trung quốc tiến hành bắn đạn thật khí tài tầm xa ở eo biển đài loan nếu một tên lửa thông thường của quân giải phóng nhân dân trung quốc được phóng đi từ phía tây của đảo đài loan thì rất có khả năng sẽ bay qua bầu trời đài loan điều chưa từng được thực hiện trong các cuộc tập trận trước đây đây cũng là lần đầu tiên quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cùng một lúc tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan. Ngoài ra, việc khoanh vùng một số khu vực tập trận lần này đã lần đầu tiên đột phá vùng biển và không phận 12 hải lý của phía Đài Loan, thậm chí có thể đi vào biên giới trong phạm vi 10 hải lý. Đây chính là điều mà dư luận Đài Loan bày tỏ lo ngại mấy ngày qua về khu vực tập trận ở gần các cảng Cơ Long và Cao Hùng một đoạn video cũng được đưa vào bản tin của trang web thời báo hoàn cầu trong đó tướng quân đội đài loan đã nghỉ hưu soái hóa dân nói rằng các cuộc tập trận quân sự cùng lúc của quân giải phóng nhân dân trung quốc tại sáu khu vực quanh đảo đài loan rõ ràng là đang phong tỏa đài loan các cảng đài bắc cảng cơ long cảng đài trung cao hùng bình đông đài đông hoa liên đều không thể ra vào được ông nói nếu cuộc tập trận kéo dài lâu hơn một chút trong một hoặc hai tuần thì rất nhiều nguồn vật tư chiến lược của chúng tôi sẽ bị cắt đứt. Vị tướng về hưu của quân đội Đài Loan này cũng nói về ảnh hưởng thực tế của cuộc phong tỏa này đối với Đài Loan trong một cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu vào ngày 3 tháng 8. Soái hóa dân nói rằng Đài Loan là một nền kinh tế bị chi phối bởi ngoại thương, sự tồn tại phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại thương. Ví dụ các vật tư chiến lược như khí đốt tự nhiên và dầu mỏ phải dựa vào giao thông đường biển, lượng vận chuyển bằng đường hàng không rất nhỏ, nếu phong tỏa không kéo dài, ảnh hưởng là tương đối nhỏ. Nhưng nếu điều này đủ để cảnh báo chính quyền Đài Loan rằng nếu tình hình ở eo biển Đài Loan xấu đi, kiểu phong tỏa này sẽ được kéo dài. Và nếu kéo dài một tháng, nó sẽ hoàn toàn cắt đứt nguồn cung cấp vật tư chiến lược cho đảo Đài Loan. Thông tin này đã được truyền thông Trung Quốc tuyên truyền rộng rãi. Nhà lập pháp của Đảng Dân Chúng Đài Loan Cao Hồng An ngày 3 tháng 8 cũng nói về vấn đề vật tư chiến lược. Theo tin của Apple Daily News, Bà nói rằng Đối mặt với các mối đe dọa từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan nên thiết lập một danh sách các ngành chiến lược và vật tư chiến lược để có các biện pháp đối phó trong quá trình đàm phán. Cao Hồng An nói: Khi các cuộc xung đột trên thế giới đã chuyển từ cuộc chiến nóng sang cuộc chiến không hạn chế trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại và tài chính và sử dụng các công cụ an ninh phi truyền thống để tiến hành đối đầu, chính phủ của chúng ta đã chuẩn bị hay chưa? Trước đây, Trung Quốc chỉ cấm nhập dứa, cá chạch và cá mú đã khiến Đài Loan không thể ứng phó và gây thiệt hại cho nông dân và ngư dân. Lần này, Trung Quốc đại lục đã cấm nhập khẩu hơn 100 sản phẩm. Sau lên 2.220 sản phẩm, ảnh hưởng sẽ không thể xem thường, cần được quan sát chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng có nhà phân tích cho rằng Trung Quốc không thể kéo dài thời gian phòng tỏa. Ông Dư Tông Cơ, nguyên viện trưởng Học viện Chính trị và Chiến sự, Đại học Quốc phòng Đài Loan nói với báo chí, việc Trung Quốc phong tỏa vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan có tác động lớn đến nền kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu Trung Quốc kéo dài phong tỏa, chẳng khác nào cổ vũ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc can thiệp vào vấn đề Đài Loan, cho nên họ không dám kéo dài thời gian bắn đạn thật quá lâu. Theo tin của hãng thông tấn Đài Loan LTN, lúc 17 giờ theo giờ địa phương ngày thứ tư mùng 3 tháng 8, tính đến thời điểm đó chưa có hãng hàng không quốc tế nào hủy bỏ chuyến bay do các cuộc tập trận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, trang tin tức TVBS của Đài Loan đưa tin lúc 18 giờ 41 phút, trang web chính thức của sân bay Đào Viên cho thấy 51 chuyến bay đã bị hủy. Phía sân bay cho biết hầu hết liên quan đến dịch COVID-19. Tuy nhiên, có hãng hàng không đã tổ chức để thảo luận về việc Trung Quốc tập trận quân sự kiểu bao vây do khu vực tập trận trùm lên một số đường bay, có hãng hàng không đã phối hợp với quân đội thông qua cục hàng không dân dụng, hy vọng sử dụng đường bay và vùng trời của quân đội. Ngoài ra, bản tin này cũng chỉ ra rằng cơ quan giao thông vận tải Đài Loan đã họp khẩn, hội vận tải hàng không đã thay đổi lộ trình và độ cao, đồng thời đang điều phối đường bay thay thế với Nhật Bản và Philippines. Được biết bị ảnh hưởng lớn nhất từ các cuộc tập trận quân giải phóng nhân dân Trung Quốc là các đường bay từ Nhật Bản và Hàn Quốc tới Đông Nam Á. Nhiều người lo ngại chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi sẽ một lần nữa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan nghiêm trọng và tác động của nó thậm chí có thể vượt quá cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996. Ông Quách Chính Lượng, cựu ủy viên lập pháp Đài Loan và nhà bình luận các vấn đề thời sự cho rằng sáu khu vực tập trận của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lần này đều vượt quá ranh giới ở giữa eo biển Đài Loan, phá vỡ sự mặc nhận về đường trung tâm trước nay. Nghĩa là không có đường trung tâm và trong tương lai cũng không có. Điều này sẽ khiến vùng nhận dạng phòng không Đài Loan ADZ chồng lấn với ADZ Đại Lục. Ông nói: Tôi sẽ không nói đây là sự khởi đầu của việc thống nhất bằng vũ lực, nhưng trong tương lai khả năng xảy ra rủi ro xuyên eo biển sẽ ngày càng cao và sự tương tác quân sự giữa hai bên sẽ được leo thang thành bình thường mới. Ông nói: Đây là điều mà mọi người đều lo lắng và nó đã xảy ra. Bây giờ điều mà Đài Loan quan tâm là liệu tình hình căng thẳng và leo thang quân sự xuyên eo biển này có tiếp tục kéo dài đến đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Theo báo chí Đài Loan đưa tin, học giả Đường Thiệu Thành ở Trung tâm Quan hệ Quốc tế, Đại học Chính trị Đài Loan cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng sự phong tỏa trên biển và trên không của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có nghĩa là đường trung tâm eo biển Đài Loan có lẽ không còn tồn tại đối với Bắc Kinh. Điều này phù hợp với phán đoán của một số chuyên gia về vấn đề xuyên eo biển. Sau khi tin tức về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi được đưa ra, ông Lã Lễ Thi, một cựu thuyền trưởng tàu chiến hải quân Đài Loan trong một cuộc phỏng vấn với Dushirel, nói Một hậu quả quân sự có thể xảy ra của việc này là Trung Quốc phá vỡ thỏa thuận ngầm về đường trung tâm của eo biển Đài Loan thông qua ưu thế trên biển và trên không. Khi nói về cuộc tập trận eo biển Đài Loan, quy mô lớn hiện nay của PLA, hãng truyền thông Đài Loan Phong Media đã trực tiếp sử dụng từ cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ tư trong một bài báo phân tích. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan chỉ trích Trung Quốc phá hoại hiện trạng ở eo biển Đài Loan và gây nguy hiểm cho an ninh khu vực. Phát ngôn viên chính quyền Đài Loan La Bình Thành cho biết, đảo tự trị tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện và sân bay nâng mức cảnh báo trước tấn công an ninh mạng của các cơ quan nhà nước theo phát ngôn viên la sắp tới cuộc chiến tâm lý nỗ lực gây ảnh hưởng bằng thông tin làm lệch hướng dư luận sẽ gia tăng ông yêu cầu báo chí đài loan cẩn thận khi chỉ trích thông tin từ truyền thông trung quốc động thái tăng cường an ninh nêu trên được thực hiện trong bối cảnh đài loan đang phải chống chọi với làn sóng tấn công an ninh mạng vì chuyến thăm của chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi các bạn có suy nghĩ gì về những thông tin trên đây hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên like chia sẻ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại